Ui giời, xòe ôm cống. Ui giời. Ui giời. Ui giời, con này xòe ghê vậy. Ôm cống ghê đấy. Mai sống hay sao ấy? Chim mai vừa sống hay sao ấy? Con này đơ ngón sau à. Đấy. Thì như là đơ một ngón sau hay sao ấy. Cái to lắm. Uống canh này này. Đấy. Nhím đậm hết. To chim. Mặt xứt xứt này, chim sống 100%. Hình như chân trái ngón sau bị đơ rồi sao.